sẽ bóc cái màu này trước ha. Đây là hai cái màu mình sẽ cho nó kết hợp lại với nhau đó. Thì thường thường mà khi mà các bạn làm ombre á, thì để mà dễ làm á, thì mình sẽ làm cái màu đậm trước đó. Màu hồng với màu xanh thì màu hồng nó sẽ đậm hơn, mình sẽ làm cái màu hồng trước. Đó, cũng như là Smile nói thì đây là những cái bột mà vừa đắp vừa dip vừa ombre luôn. Vừa làm 3D luôn á. Mình sẽ bỏ cái này qua đây nha. Bây giờ mình sẽ làm cái màu đậm trước nè. Khi mà các bạn làm cái màu đậm thì mình không cần phải làm cái màu đậm cho nó nhiều đó, mình chỉ làm một chút thôi đó. Đó, cái màu rất là đẹp đó. Màu tươi ha, và rất là dẻo và rất là dễ đắp ha. Đó thì khi các màu mà nó cái màu mà nó càng dẻo thì khi các bạn rút ombre á, thì oh my god, it's so easy. Đó thì các bạn không có sợ là khi các bạn rút cái ombre thì nó không có bị đơn nữa ha. Rất là đẹp ha. Để nhận biết cái màu nó có chuẩn hay không á, khi các bạn lấy cục bột lên á, nếu mà mình nhìn thấy cái cục bột nó hai màu á thì nó là cái màu không chuẩn, các bạn thấy không? Cái cục bột mà khi mình lấy lên nó chỉ là một màu thôi đó, nếu mà cục bột nó hai màu thì cái bột đó nó không có chuẩn đó, mà khi bột không chuẩn rồi thì mình làm nó sẽ không có đẹp đó. Đây là cái bước thứ nhất. Còn cái bước thứ hai, khi mà các bạn làm ombre mà các bạn muốn đẹp á thì mình phải làm hai cục đó, mình làm hai cục đó, mình sẽ bỏ lên ha. Đó, thì trong khi cái bột nó đang ướt như vậy thì mình sẽ kéo nhẹ nó ra. Đó. Đó ha. Ui trời. Đó, còn cái chỗ dày thì mình cứ đẩy nó lui. Đó, tại vì cái này mình sẽ làm hai cục. Giờ tí nữa mình sẽ bỏ cái bột clear lên. Khi mà mình làm ombre những cái màu này thì mình sẽ bỏ cái bột clear sau cùng. Đó, thấy không? Rồi tiếp tục mình sẽ áp cái cục thứ hai nữa. Tại sao phải bỏ hai cục? Tại vì sao chứ mình? Tại vì khi mình bỏ hai cục thì nó dễ làm hơn là một. Nó dễ làm hơn các bạn. Đó thì cho những ai mà cho những bạn mà mới làm ombre mà mình làm không có kịp á thì mình sẽ làm hai cục ha. Rồi tiếp theo lấy cái màu khác. Còn khi mà các bạn ví dụ như các bạn làm những cái màu ombre mà ví dụ như hai anh chàng ví dụ như bây giờ cái màu xanh người ta khách muốn màu xanh nhiều thì mình không có gì mình phải lấy ra hết á, mình cứ tiếp tục mình áp cái màu xanh tiếp theo thôi ha. Đó giống mình áp vô đây ha. Đó khi nó đang còn ướt là mình phải vuốt liền đó, thì nó sẽ ra nó sẽ xuống tiếp. Hi and Billy đó. Bianca. Oh no Bianca, I'm ready move back to LA, so the engine roll right now, I'm not in Yuma no more. So sad. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy những cái màu khác nữa. Bây giờ tới màu gì chứ mình? Ngày này mình cũng đang rảnh cho nên mình sẽ làm rất là nhiều cái màu ombre cho các bạn coi. Bây giờ mình chọn cái màu màu này. Đến giờ đây hai cái màu này. Không, hai cái màu này nó rất là một cái màu nó rất là sáng, một cái màu nó cũng sáng. Nói chung là màu nào nó cũng tươi hết. Nhưng mà thường thường cái màu tươi thì mình sẽ làm trước, còn cái màu này thì mình sẽ làm sau ha.
Nói chung là bữa giờ mình cũng nghĩ là nail ở tiệm cũng lâu rồi cho nên tay chân nó cũng gọi đây là cái bột mà có thể dùng để dip và để đắp được. Thì khi mà mình làm, bây giờ mình sẽ làm cái mẫu này, mình sẽ đắp, còn Smile sẽ dip cho các bạn coi. Hai người sẽ cùng làm một màu, vừa đắp vừa dip cho các bạn coi ha. Để tôi kéo. Đây này. Thì Smile sẽ đắp. Đó, thì một bên Smile sẽ dip cho các bạn coi, còn Jimmy sẽ đắp cho các bạn coi ha. Mình sẽ làm cái màu vàng chứ. Màu đẹp hết. Cái màu nó rất là tươi. Thường thường mấy cái màu này á, thì nó rất là dễ bị, có nghĩa là hai màu. Có nghĩa là khi các bạn lấy những cái màu neon này á, thì các bạn lấy lên thì nó sẽ thấy cái màu clear ở trong rất là nhiều. Nhưng mà đối với cái bột của bên Chesnel, nhìn những cái màu neon này thì nó sẽ không có bị clear rất là bị clear ở trong. Thì cái màu nó ra rất là nhuyễn, nó ra từ đầu tới cuối, nó không có bị lợt hay nó không bị đậm. Đó, mà nó ra rất là đều. Thì các bạn có thấy không, bột nó rất là dễ vuốt, nó không có bị chảy hay là không có bị gì hết. Và nó rất là dẻo y như là chim mì vậy đó. Đây là cái màu neon. Tươi, rất là tươi. Rất là tươi ha. Và cái màu nó không có bị clear. Đó. Nó không có bị clear. Rồi, tiếp theo thì mình cũng sẽ làm hai cục nữa. Đó, những cái màu này chứ các bạn thấy khi mà mình bỏ lên mình chỉ chỉnh một hai cái thôi là mình phải vuốt liền. Đó, nếu mà mình không vuốt liền là cái ombre nó sẽ bị đơ, không các bạn thấy không? Trời ơi, quá đẹp luôn. Ui trời ơi, dễ thương ha. Cái đó rất là dễ thương ha. Hai cái màu này rất là hai dễ thương. Hai chassis. Đó ha. Đúng rồi, bây giờ đó, đây là cái cục thứ nhất ha. Nó kết đúng là hai cái màu Angel và cái màu Neon. Thì tất nhiên những cái màu lợt và nó đi với cái màu sáng thì nó rất rất là đúng. Tại vì lợt thì không lợt thì thôi, mà lợt rất là lợt quá, lúc nào đi với cái màu đậm thì đậm, rất là đậm thì nó ok. Còn cái màu lợt mà đã lợt thì tất nhiên nó sẽ đi lợt với lợt thì nó rất là hòa hợp với nhau ha. Cục thứ hai là mình chỉ bỏ lên mình đi nhẹ nhẹ nữa là xong. Ông Alex hả? Ông Alex đâu có dẻo đâu. Ông Alex ông u nù à. Cứng ngắc à mà u nù. Đó. Ôi chà, dễ thương hí. Nhiều cái màu em dễ thương nhiệt tình. Yếu lắm đi à. Ô tao kêu mày dip luôn, dip rồi. Tỉ đó, sống nữa. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đắp hết một lần rồi tí nữa Smile sẽ dip cho các bạn coi ha. Đó, thì đây là hai cái màu mà gọi là cái sự kết hợp rất là đẹp. Đó ha, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái màu này qua một bên, mình sẽ làm tiếp màu khác. Bây giờ tới là màu gì? Thì ngoài những cái sự kết hợp mà gọi là hai màu khác nhau thì mình cũng đang xài một cái tông nó gọi là hai cái cùng màu. Nói chung là nó cũng là màu xanh với nhau. Nhưng mà một thằng là xanh đậm, một thằng là xanh lạc. Đó, thì mình chơi luôn. Tại vì á, khi mà em làm ombre á, nó tùy theo một cái loại bột. Tại vì những cái loại bột nó quá thiếu cái chất clear, thì tất nhiên cái bột nó rất là đậm, cái màu nó rất là đặc. Thì tất nhiên khi em vuốt ombre thì nó sẽ rất là bị đơ và nó sẽ thành giống như một cục vậy đó. Đó, nếu mà cái bột của em nó dẻo thì tất nhiên cho dù nó đậm tới cỡ nào hay là nó gì đó không, thì em vuốt ombre nó rất là hòa nhuyễn với nhau, tại vì nó dẻo mà. Đó, bột là phải dẻo mới làm được nha các bạn. Nếu mà vuốt ombre bột mà không dẻo thì rất là khó làm, tại vì vuốt ra rất là không có đều thì nó giống như là nó bị khứa, như một cái khứa ở giữa này á. Rất là đẹp. Những cái màu này hành rất là tươi nhé. Dễ thương. Đó, ngoài cái chế độ tươi đó, hành con còn một cái chế độ gọi là chế độ lấp lánh sáng, hành rất là sáng. Nhưng mà hành có xùa.
Người ta gọi hẳn là những cái màu này là vì, những cái màu vì sao sáng, đúng. Những vì sao sáng hay vì sao hỏa gọi là galaxy color đó ha. Hành sáng mà hành tươi lắm, hành dẻo hết, hành dẻo bột từ đâu thầy của vẫn còn dẻo, không có không có không máu khô thôi mà bột này rất khô rất là nhắn hí hai ni ni hí. Ui chàng dễ thương này. Dẻo mà mượt hết à, ha. Đây là cái màu xanh của cái tàu là chuối hả. Tiếp theo là mình sẽ mình lấy cái màu xanh lạt hơn để mình quật cái ống rê đó, cái ống rê không có chứ khỏi hai chị Lisa đó. Chị phải không hí Nếu mà các bạn làm các bạn nghĩ là khó thì các bạn không thể nào làm đẹp được ha. Đó, không? Cái sự hoa quyền, đấy là cái sự hoa quyền. Hành phải blend lại vì chắc giống đi nè. Ui ôi, đẹp hả? Đẹp, đẹp vô hồn. Hoa nhuyễn vào nhau không? Đó, cho dù cái màu đầm hay cái màu lợt ở cái nào hành vẫn hoa nhuyễn. Hành không có bị giống như là bị tách rơi ra, giống như là không có bị chia cắt giữa một vòng trái đất đó, đúng không? Chia cắt âm dương. À, chia cắt âm dương, đúng rồi, đúng rồi. Đó, thì đây là cái cục. Hello kia chiến hí. Ui cha ơi, nhẹ lên đi. Tại vì sau khi mà các bạn làm cái này xong rồi các bạn apply cái clear lên nữa là hẳn sẽ đẹp hơn. Đúng rồi, thì nó sẽ khâu vừa lại hết những hai cái màu thì làm sẽ cho cái bóng đều hơn hết. Đó, hai cái màu các bạn thấy không? Rất là hoa hợp vào nhau đúng không? Không thấy cái lái ở dưới luôn. Đó, nhẹ thương lắm. Cho dù cần lật từ cái nào và có đâm từ cái nào vẫn không thể thấy đường lái đúng không? Ui dễ thương này. Giờ mình sẽ làm hai cái màu. Bây giờ tới màu chi rồi. Tại màu mô. Nãy giờ thì mình nhìn những cái màu đập chuỗi nhiều rồi, thì bây giờ mình tới cái màu tông biển đi. Tông biển và tông giống như là tông biển đúng không? Tông xe. Tông xe. Bây giờ mình sẽ làm một cái màu tím hả? Tím mông, tím mớ. Là chúng thủy hả? Cái màu mông mớ hả? Thì cũng như thường lệ thì mình cũng phải làm cái màu tối trước, màu đầm trước. Đúng. Tại vì cái màu đầm lúc mô hành cũng rất là khó để mà bỏ trên đầu hả? Nếu mà đíp á, thì rất là dễ. Nhưng mà để đắp á, thì rất là hơi khó. Thì bởi vì mình phải start cái màu đầm trước rồi cái màu lạt sau thì hành dễ hơn, đúng không? Khi mà các bạn làm những cái màu đầm ha, thì mình phải làm hết. Mình phải làm cái màu đầm hết một lần đó, rồi quay trở lại đó. Mình phải làm cái màu đầm hết một lần rồi mình mới quay trở lại mình làm cái màu lạt, mình vuốt cái ombre. Rồi cái màu cũng đẹp nữa. Tối thì anh quá yêu anh quá muốn chiều đó. Ui dễ thương. Rồi bắt đầu mình phải đập cái chỗ này. Vì sao mình phải đập cái chỗ này cho mỏng để tỉ mỉ khi mà mình vuốt á, hẳn có lôi đó, hẳn có lôi cái đường lái. Bột lâu khô ha, rất là dễ vuốt. Làm cho mình có thêm tham để mình nặn nọt á. Đó, các bạn mà làm vuốt mà càng chuẩn là mình càng bột dùa. Ra hí. Đó, bây giờ xong màu tím. Đó, thực sự đó cái màu tím này ngoài rất là tươi. Đó. Em bé có khỏe không? Em bé rất là khỏe hí. Smile đi chơi rồi. Rồi bắt đầu thì mình cũng sẽ tiếp tục mình làm cái quấy nữa ha. Tại vì khi mà các bạn làm cái quấy nữa các bạn phải lấy một chút thôi. Đó, khi mà đang còn ướt giống đi thì mình cứ kéo xuống ha. Đó ha. Đó, đó, cái màu hình sẽ hoa quyền vào với chắc đó, rồi mình mà đẩy lui đó. Đấy
tiếp tục cho một miếng cái nó thì mình sẽ bỏ một chút ở đây. Đó, cái màu này cũng là cái màu light purple chứ không phải màu trắng hết. Đó. Đó. Trời được không các bạn không rồi tiếp mau tiếp để mau tiếp em qua đây cái màu hai màu đẹp này. Đây đây hai cái màu này cũng đẹp, màu hồng và màu tím. Đó, màu hồng cái này là màu hồng và màu tím ha. Mình làm cái màu mua tưởng được hết. Đó. Sẽ làm thử một cục cho các bạn coi. Đó. Thay vì bột ong rồi hai cục thì mình làm một cục thôi. Khi mà mình làm một cục thì mình sẽ bỏ cái màu đầu tiên nó thành cao cao một tí. Màu hồng tím hành cũng rất là tươi. Đó. Đó, khi mà các bạn làm một cục thì mình phải làm trang cáo những đi nhé. Chú xuống chăm sóc cái kia cô trước. Đó, bắt đầu mình đây đó là hành từ đồng hành plan lại với chắc ha các bạn thấy không, ui hai cái màu này hành hành plan lại với chắc đẹp thiệt, ui 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 trời ha. Đó hành rất là đẹp đó. Cái màu dễ thương ha. Hai cái màu này rất là dễ thương, đi với nhau được, nhạc phiếu quá ha, chứa nhạc nếu màu phiếu chứ ha, nó nghe không các bạn thấy không. Cái sư mà gọi là cái sư mà hành lén là về chắc hành rất là đều, người biết ra cái màu phải là hiểu được cái tấm, nói chung là cái người biết ra cái màu hành phải đi học, hành đi học mà đi học ngay, học đêm, học tối, anh rồi hành cứ nghe mấy cái nhạc giống đi hành mới biết được. Đó, đây là hai cái màu rất là đẹp nhé. Để tới cái tấm này thì tông bây đỏ. Giờ mình sẽ tới cái tông đỏ đó. Cảm ơn Hiến. Đây hai cái tông đỏ thì cũng được, mình cũng sẽ làm cái màu đỏ được, đỏ tươi hết, đỏ tươi cám hẳn cũng tươi nè, cám nó cám tươi. Ta gắn phải kết hợp cám với đỏ. Cám với đỏ là một cái sự kết hợp của bảy sắc cầu vồng. Ồ vậy hả? Hi Julie boy, phải không? Đó, nếu mà có thêm màu vàng nữa thì hẳn sẽ rất là đẹp. Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ làm cái đồ mảng liquid nhé. Đồ liquid, đồ liquid. Rồi. Cảm ơn chị Lê Thánh Hí. Cảm ơn chú Lê Bùi Hí. Để vô là phải giữ. Hai Kim Lê Hí. Hai Tommy, khỏe không em? Các bạn nên nhớ để vô lúc môn phải giữ. Giữ 2-3 giây rồi mới rụt cái cò ra. Còn mà mình để vô mà mình rụt cái cò ra liền là hành chạy ta là. Nhưng mà cái màu nó ẩn dẻo, có thêm tham để mà mình không có sợ, giống mình đắp trong cái
những gì mình làm trong một cái không khí mà nóng nực á, thì mình không có sờ máu khô đó. Tại vì những cái bột màu này á, có nghĩa là mình làm design, mình làm những cái nói chung là nghệ thuật đúng không? Thì mình cần có một cái sự dẻo dai ha, và kiên nhẫn. Nghệ thuật là vô biên vô tận. Đắng mà mệt thì. Dạ dạ, chị Kim Lê, chị lên chasnail.com chị order nhé. Chasnail.com nhé. Đó, vậy là khi mà các bạn lấy cái cục thứ hai thì mình phải lấy thành nhiều nước một tí. Ồ, màu cam đó là tuyệt vời luôn hí, tuyệt vời ông mặt trời luôn hí. Chữ ba dây hí. Ôi chà. Đậy hí. Tạm hí. Đậy hí. Tạm hí. Phết hí. Ui giời đẹp rồi, anh quên mối tắc đẹp dữ. Ui giời, anh quên mối tắc anh đẹp cho tên đi. Đúng rồi, nó hợp vào nhau. Nên rất là dễ thương. Có nghĩa là tôi nghĩ là điền tải dấu chắc. Yes, đẹp. Điền hẳn phải tải dấu chắc thì hẳn. Ui giời đẹp. Hoa quyền vào nhau được giống như rước. Hẳn không bị tắt ra hai màu. Hẳn không bị tắt ra hai màu. Mà giống như là ăn liên vô với nhau. Giống như là tình, giống như tình yêu. Đây là một cái cân sẵn tình yêu đúng không? Hương vị của tình yêu. Hai chị Lê Thanh hí. Chị khỏe không hí? Tình yêu không có lỗi. Chị lỗi là cái người buồn. Lỗi là do đình mình. Lỗi là đình mình. Lỗi là do đình mình. Ui hình đẹp đây. Ui hình đẹp hí. Bây giờ tới màu khác này. Bây giờ mình sẽ thì mình kết hợp màu cám này với màu purple này. Cám và purple hả? Cám và purple thì mình sẽ làm cái màu cám trước. Đẹp quá à. Đẹp quá đi à. Đẹp quá đi à. Dễ thương quá đi à. Ú nga ú nù. Tiếp. Đẹp chị không nổi rồi hí. Nếu mà đẹp chị không nổi đi tới Las Vegas thăm tụi em hí. Đó. Giống như là anh chị là có nghĩa là đã từng mua những cái set màu mà những giống như là mình không có một cái ý tưởng, có nghĩa là kết hợp những cái màu này với màu này. Mình mặc dù mình có những cái màu nhưng mà mình không biết kết hợp, thì mình đem một set màu ra mình xếp lại, thì tất nhiên khi mình xếp ra thì mình có rất là nhiều cái ý kiến, rất là nhiều cái idea để mình kết hợp những cái màu này. Thì sau khi mà mình kết hợp được rồi thì mình ghi lại một cái con số ở màu này đi với màu nào, thì tất nhiên mình sẽ có thêm một cái sample về cái ombre nữa ở trong một cái set đó. Thì tất nhiên một cái set bột mình có thể làm ra rất là nhiều cái tác dụng ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ bỏ cái màu hồng đó, cho cái màu hồng mình ombre lên nóc nhà hí. Màu điện tươi hí. Chúng ta làm màu hẳn tươi. I like it, like it. Yes đó, yes, I made this đậy tỉ, đậy đậy hí, tạm hí, quẹt hí lên nóc nhà hí. Ok hí. Julia chặn phải chặn rồi hí. Hình như cái bao liên hợp ạ. Cái tống liên hợp đúng không? Hình như tống hồng và tống đỏ là hẳn có hợp. Thì hồng hẳn đi về cám được. Mình phải chung là hẳn cũng ra cũng ok, nhưng mà làm cho cái màu tối quá. Ra ôm rồi, tại vì hai cái màu này là hai cái màu tối quá. Thì đây chỉ là một cái cuộc làm mẫu thôi, để mình sẽ chọn ra những cái cặp ombre mà gọi là đẹp nhất ha. Mình sẽ chọn ra những cặp ombre mà gọi là đẹp nhất, giống như mình chuyển tròn, chuyển tròn nhấn tay đúng không? Bây giờ tới màu hồng đi. Hồng đó, cái này màu sáng với màu lợt. Thì lúc mua hành đi với nhau được đó, hành rất là dễ thương ha. Đúng rồi, nói đúng quá. Có mày nói tình yêu không có lỗi. Lỗi là đình mình. Đẹp á, đẹp giống như chim mì á. Dẻo dẻo giống như Alex á. Tâm mì hỏi. Tâm mì hỏi. Cái màu hot pink. Đây là cái màu hot pink hả?
màu không bị purple luôn ha. Marble. Marble luôn đó. Nói chung ra cái tông rất là chuẩn ha. Đa số những cái màu lý dễ bị purple lắm. Đa số nếu mà mua không đúng hàng bột đó, thì rất là dễ bị purple. Tại những cái hàng bột đó, những cái màu dip đó, chỉ dip được thôi. Nhưng mà khi mình dùng cho đắp đó, thì bị purple ra hai màu. Nhưng mà bên cái hàng của mình đó, thì nó bị mít cũng bị. Hai chị Kim Lê Hiến hợp á. Đẹp hợp, nói chung là màu lạt với màu sáng là hành đi với chắc là hợp. Hành rất là hợp. Ui hành dễ thương này. Hành đi huyền bao nhau lên. Hành đi tắt rơi. Đó hả, các bạn thấy không? Ui. Hai cái màu này hành đi và chắc hành rất là hợp. Thì... Đó. Đó, đây là cái tông là con, đây là cái tông sáng. Màu là hành phải hoa quyền vào nhau như vậy, mình gọi là ombre. Lúc đầu thì mình làm hai cục, giờ mình làm một cục cho bà mình coi. Nói chung là ombre là trong 3 giây đầu là các bạn phải làm, đang phải vuốt được cái ombre liền. Chứ còn mà các bạn để lâu mà các bạn vuốt là hẳn không ra. Ra heo. Heo. Này, bây giờ tới cái tông vàng đi. Tông vàng anh là về brown. Đó, thì nãy giờ mình cũng làm nhiều cái, rất là nhiều màu, rất là đẹp. Đó, thì so far thì mình đã chọn được những cái cặp ombre như thế này. Đó, đây là so far. Đó, mình chọn lọc, mình đó, đảo trộn nhìn rất là sáng. Đó, cái đây là những cái gì ombre chậm chất em đâu. Đây là hai cái màu này không, hai cái màu này thì mình cũng sẽ làm cái màu màu sáng thì mình sẽ làm được, lúc nào mình cũng phải cái màu lạt xuống cái màu đậm hết. Có gì mà phải vội vàng. Vội vàng làm chi? Để bị que gió. Đây. Dạ ok chị Lisa ha. Cứ inbox cho tụi em nha. Chị dễ thương quá này à. Hả? Đây là cái màu vàng. Cái màu vàng này gọi là vàng tươi. Rồi, bây giờ sẽ đến cái màu nút. Ra tại đây rồi mình mới bắt đầu mình blend hẳn lại chắc. Trời trời ơi. Blend đẹp dữ. Ha, các bạn thấy không? Hai cái màu hẳn blend lại chắc hẳn rất là đẹp. Ha. Thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thì đây là cái màu công ty sẽ chọn. Đó, nếu không có gì thay đổi thì công ty sẽ chọn cái màu này để làm trong cái set. Những cái set ombre đẹp ha. Bây giờ khi mà mình đây là cái bột 4-in-1 của công ty Chasnel. Chỉ có công ty Chasnel mới có thôi. Rồi. Burgundy đó. Hả? Ok, bây giờ mình sẽ làm cái màu burgundy với black. Thì đây là cái, nói chung là đây là một cái nỗi buồn của rất là nhiều người. Nhiều người try làm cái màu này nhưng mà làm hoài hẳn không có ra. Nếu hàng còn rá thì rá cũng được ứng ý. Chị Lisa nói đẹp vô hậu. Đây vậy.
dễ thương quá đi à. Thì mình màu đầm và màu lạt thì lúc nào mình cũng phải làm màu đầm trước. Đó, mình sẽ làm màu đen trước. Thì sau khi mà mình sẽ làm sample vai sẽ xong thì Smile sẽ làm vai cái sẽ sample dip. Smile sẽ lấy cái bột nó dip cho bạn coi luôn. Hai chạc xì phải không hí? Các bạn phải nên nhớ một điều là bột mà bột dip là mình đắp không được. Nhưng mà bột đắp thì mình có thể mình lấy mình dip được. Đó. Hai chấm đi. Dẻo, bột dẻo. Dễ thương. Đó. Đó, không? Xong rồi bây giờ mình sẽ làm cái màu burgundy. Bỏ đi nha Chassis, nhầu hoai à. Đang ngồi làm sample này. Đó, tới đây kể là mình plan hẳn liền. Ui, đẹp à. Đó. Dẻo quá. Các bạn thấy không? Hai cái màu hình plan lại về chắc. Đó. Tại vì đây là cái màu burgundy cho nên các bạn hơi khó thấy. Nhưng mà nếu mà mình làm cái màu đỏ với lại màu đen á thì các bạn sẽ dễ thấy hơn. Đó. Bây giờ mình sẽ làm cái màu đỏ màu đen cho các bạn dễ thấy. Còn lại màu đen màu đen đó lấy ra đây là burgundy và màu đen nhé. Bây giờ mình sẽ làm màu đỏ với lại màu đen cho các bạn thấy thì hẳn sẽ dễ thấy hơn. Màu này đâu phải màu đỏ cũng ra rất là đẹp. Ok đợi luôn đó. Thì cái này hành đỏ mà đỏ cam. Đó, đỏ cam thì hành cũng giống màu đỏ thôi. Đó, giống cỏ gì hết. Đó. Đó, thì mình cũng sẽ làm màu đen trước. Khi mà các bạn bỏ bột lên thì mình phải chụi cái ngón tay người ta xuống. Đó, thì bột hẳn có chạy ra hai bên hông. Đó ha. Dễ thương thế. Đó, rất là dễ thương. Dễ thương quá đi ha. Các bạn phải nên nhớ nha, khi mà các bạn làm những cái màu này á thì mình phải có hai cái ly nước. Ha. Một cái ly nước cho màu đậm, một cái ly nước cho màu lạt. Đó. Khi mà làm màu đậm là phải làm màu đậm hết rồi bắt đầu mới quay trở lại làm cái màu lạt nhé. Sẽ để lên đó. Đó. Mình phải ra chân xuống bụt lên đặt cái này anh khổ rồi anh khổ anh bụt trăm quả anh khổ rồi dạ. Rồi mình sẽ làm lại mình buộc hơi chậm thành phố thôi nhưng mà hai cái màu nữa hành mình có gì hết đó. Anh
Đó. Đi dẻo luôn hả? Mấy cái mình bỏ lên ha, hồi nãy là mình vuốt hơi chậm thì bây giờ mình sẽ vuốt cho hơi nhanh một tí. Đó. Màu đen đó, tại vì mình làm cái cò hình dính cái màu đen đó. Mình dớ nát khó lên. Mình dính cái màu đen nó cái cò nó hơi dớ đó. Thực sự là ngay cái khúc chỗ này á đó. Đó, các bạn hành cũng ra được cái ombre nha. Ở đây mình thấy cái ly nước nữa, mình thấy cái ly nước này mình làm lại cái ly nước trong sạch. Đổ nước mới đi. Rồi. Tiếp theo là màu nào nữa. Đó. Màu này ha. Đây hai cái màu này là hai cái màu cũng gọi là hai cái màu lạp chắc này. Màu blue này rất là đẹp. Tại vì những cái màu blue như thế này á, hành cũng hay bị marble lắm. Nhưng mà cái set màu này là tuyệt đối không có màu nào bị marble hết. Deep Dark Ombre 3D luôn. Dẻo. Đó. Để làm được cái hóa mà gọi là hóa 3D á, các bạn phải có cái bột dẻo. Thì khi mà mình nằm những cái cảnh á, hẳn có bị gãy. Đó. Tiếp tục. Các bạn thấy hành plan lại chắc không? Đó. Đó. Nhìn về hành rõ hơn. Đó. Hành plan lại chắc nhộng đi. Hai cái màu này, hai cái màu này thì hành cũng rất là hợp để đi chung với cái ombre. Đó. Đôi lúc quay thì hành không có rõ, hành không có được rõ giống như mình chụp hình lên. Rồi màu này sẽ được nằm trong cái collection của mình nhé. Chọn hai con xanh này. Đó. Đây biết đây có phải là cái màu xanh. Cái màu xanh này để làm cái lá chuối. Ha.
size mình lấy màu xanh và màu vàng đi. Xanh và màu vàng để mình làm cho mình xanh và màu vàng cho thành ra cái ombre cho đẹp. Vàng đây. Hai cái màu xanh và vàng. Pastel vàng. Trời ơi, màu này hành được tươi dữ. Rồi mình cũng dẫn thương lề thì mình sẽ làm màu đậm được, màu đậm hoặc là màu tươi hơn, màu sáng hơn. Bỏ lên ha. Các bạn thấy không? Mình bỏ lên mình dự là 5 in một chỗ. Đó. 5 in một chỗ cho mình vuốt. Hẳn có chai đừng lắm. Xong màu xanh. Đó là cái màu vàng. Vàng lên. Blend hành vào và chắc. Ui trời ơi, hai màu này blend nó đẹp dữ trời. Đẹp mà đẹp vô hầu ha. Ha, các bạn thấy không? Hai cái màu hành blend vô chắc nhìn rất là đẹp. Đó. Đó ha. Có anh đắp là số 16, 14 nha em. 16. Jimmy đang đắp cò 16 nhé. Đó, hai màu này hành lãn và chắc vô rất là đẹp. Rồi. Màu này sẽ mình sẽ đưa vào cái collection. Rồi. Mình sẽ làm thêm hai ba màu nữa rồi smile sẽ show cho bạn coi cái dip nhé. Đó, ui ơi, mình chọn được cái màu này nè. Đó, cái màu này là cái màu gọi là rất là nhiều người cũng yêu cầu. Thì mình cũng sẽ cho nó vào cái collection luôn. Cái màu này là gọi là màu gray á, màu xám. Một màu rất là tối cũng tối mà sáng cũng sáng. Mình sẽ làm cái màu sáng trước. I said life is my blood. Đây là cái màu xám. Nhé, màu này là màu xám. Rồi bắt đầu mình sẽ phát cái màu nổi này lên. Giữ 3 giây. Đó, rụt ra từ từ. Rồi bắt đầu blend hành lá thì chắc. Ui trời trời, ui trời. Màu đẹp, 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 nhưng mà đẹp vỡ hồ luôn.
Thấy không? Cả bàn thấy không? Cái cách mà khi mà mình blend hai cái màu là chắc á. Ha, là mình chỉ dùng cái cọ mình blend ngay cái chỗ này thôi. Ha. Các bạn đừng có bóp lên đây này, các bạn để lên đây mà các bạn blend là chắc là hẳn không có đẹp. Đó. Thì cái màu này cũng sẽ mình cũng sẽ đưa hai cái màu này vô cái collection. Đó, ha. Rất là đẹp. Đẹp chịu không nổi. Đẹp vô hậu. Rồi. Tan 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 tan. Bây giờ trên bàn của mình có đầy đủ tất cả các màu, các bạn có yêu cầu gì không? Cảm ơn các bạn có yêu cầu thì mình sẽ làm theo yêu cầu. Tan 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 tan. Lavender hả? Ừ. Ừ, cái màu này là cái màu lavender đấy. Ừ. Màu tím lavender đấy. Ừ. Thì để làm cái màu lavender thì mình sẽ thay thế. Mình sẽ kiếm một cái màu khác thành lợt hơn. Đó, cái màu này lợt hơn. Ừ. Hai cái màu này hẳn kết hợp hẳn đẹp. Cái màu này thì hẳn cũng đẹp nhưng mà mình sẽ làm cái màu này thêm đẹp hơn nữa. Đó, tại vì cái màu này nó lật hơn tí. Đó. Đây cái màu này rất là sáng, giống như là màu Tiffany Blue nữa. Khoa nhé. Where are you working? Ôi. Cái màu này rất là sáng. I working in California now. Bột đít đỏ hiểu gì vậy? Cái bột này là vừa bột bên công ty Chasnel là chuyên về đắp, nhưng cái bột này có thể đít được, làm ombre được, rồi làm bóng tươi đi cũng được. Đó. Cái này là bột 4-in-1 nha mọi người. Đó, cái này thì trên thị trường chưa có ai có hết. Đúng đó là cái bột này là mình đợi đi số. Nhưng mà hôm nay mình cũng rảnh rảnh nên mình cũng số cho các bạn thấy. Các bạn thấy không? Quạt trắng hành cũng ra ôm rơi hết. Cái màu quạt trắng hành cũng ra ôm rơi hết. Ngồi quạt chụt hành ra ôm rơi. Làm răng hành cũng ra cực ôm rơi hết. Đó ha.
đó không. Đó, hai cái màu này rất là đẹp, mình sẽ giữ hai cái màu này để mình làm cái collection. Đây là một cái sự kết hợp rất là đẹp. Cảm ơn Thượng Đế đã cho con những cái suy nghĩ tuyệt vời. Đây cũng tiếp, bây giờ mình sẽ đâu hai cái màu này thì mình chưa biết có làm chưa. Bây giờ mình sẽ làm hai cái màu neon với chắc neon với lại bây giờ mình sẽ làm neon với màu vàng. Hai thằng này kết hợp đẹp. Hai thằng này thì kết hợp hẳn đẹp, chúng nó cũng đẹp, nam chi cũng đẹp. Đó, qua mình vô vang được. Rồi, này. Em cái màu. Làm thì đổ vô mạng lấy quyết nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ làm cái màu vàng được. Màu vàng của khá màu chứ được hành cũng đẹp rồi. Đó thấy không? Màu đỏ với màu hot kính hành cũng rất là đẹp. Vàng này mà gọi là cái màu vàng như là mắng, màu vàng của mắng té. Gà té. Đó, ngày nãy mình làm cái màn chà bỏ ở đây nữa là xong, ăn được cơm mà được rồi. Da mắng mọc có gì là đâu. Đó, tiếp theo là mình sẽ chọn cái ombre lên hí. Để lên, giữ. Đó, rồi bắt đầu mình lôi ra. Sau khi lôi ra, đập hai bên hông vô hí. Đó, cứ đập hai bên hông vô. Cho bột hông vô giữa. Đó, bột vô giữa xong nó bắt đầu blend thành đá thôi. Đó, ha, mọi người thấy không? Mình chỉ blend hành ra thôi hả. Đó, hành rất là đẹp. Đây là những cái màu mình đã làm trong cái collection. Đó ha, các bạn thấy không? Màu vàng và là cái màu neon hành blend lại thì chắc hành rất là đẹp. Đó, không có chế cái chỗ mô hết. Rồi xong, cái này sẽ được đi vào lịch sử. Đi dẫn vào lịch sử. Rồi bây giờ Smile sẽ biểu diễn cho các bạn coi dip nhé. Rồi mình sẽ tạm ngưng tại đây. Tiếp theo là Smile sẽ biểu diễn cho các bạn coi những cái món dip. Dip đấy. Vào đây ngồi đi. Làm cò xong em mình phải lính cái cò hả, cò là mình phải lính giống cái này, mình quạt lên quạt xuống khoảng chừng 10 lần đó. Để chi để cho hành đẩy cái bột dơ trong cái cò của mình ra.
thì cái cò của mình hẳn mới sạch. Cho các bạn quẹt một hai lần là hẳn của sạch mà. Đó, tí thôi, tí rồi bắt đầu xếp lên là xong. Mà cái cò của mình không bao giờ mà hình dính bột. Đó, thì mình sẽ bỏ sẵn một cái màu đi rồi. Màu đẹp quá. Thì khi mà mình làm cái ombre á, thì những cái màu đậm á, thì mình không cần bỏ shop white ha. Thì những cái màu lợt á, thì mình bỏ shop white để cho mình làm cái ombre nó nổi lên. Nếu mà mình không có bỏ thì nó cái màu nó sẽ tối lại, tại vì cái ombre về đích thì nó rất là mỏng. Bột này vừa đắp vừa dip hết, vừa làm ombre đây là cái chai số 2 ha. Thường thường mình bỏ chai thứ nhất là chai thứ bon và chai thứ 1 ha, rồi bắt đầu mình sẽ bỏ chai thứ 2 đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn màu ha, thì bất cứ cái màu gì nó cũng rất là ra rất là dễ thương đó. Giống như bây giờ mình lấy cái màu pink nè ha, đó. Bây giờ mình lấy cái màu pink nè ha, thì với cái màu này thì nó cũng rất là dễ thương ha. Sống như giống như là mình làm một cái lớp số 2 lên ha. Tức mình bỏ cái lớp số 1 trước rồi xong rồi mình sẽ bỏ lớp số 2. Cái 2 là cái chai keo ha. Đó. Thì bên công ty hiện tại bây giờ là đang có cái set bột 50 màu đang on sale á. 50 màu được tặng một cái set lớp ly chéo nữa. Nói chung là cái giá original của anh là tới 1.000 một lần. Nhưng mà công ty sắp, nói chung là cũng sắp đi show, thì mình cũng có những cái promotion cho cái show. Thì cái set mà 50 màu vừa đắp vừa dip là 1.100, hiện tại bây giờ là còn 600 thôi hí. Thì mình cũng còn vài set thôi, nếu mà các bạn thì bây giờ mình làm từng ngón trước hết, tại vì cái keo thì mình nó chưa có đủ cái khô, thì mình làm cái ngón thứ hai. Thì trong cái thời gian mình chờ đợi thì mình sẽ quay lại, thì mình không có bị cái cỏ của mình, cái cỏ phủi của mình nó không có bị dính keo, tại vì nó còn chưa khô ha. Thì mình làm cái ngón kế tiếp thì mình cứ bỏ soft white lên, có nghĩa là cái soft white ha, để mình làm những cái màu ombre, màu lợt, để cho cái màu ombre nó nổi lên, nó không có bị lợt đi, nó không có bị nhìn xuyên qua ha. Rồi, đây là cái cách mà làm ombre nhanh nhất. Màu white cũng được mà soft white cũng được nha, tùy nha. Thì mình có cái gì mình chơi cái đó thôi. Đó, có cái gì chơi đó. Tại vì khi mà các bạn làm cái soft white ở dưới á, thì các bạn khi mà các bạn làm ombre, các bạn chỉ cần làm một lần thôi là hẳn ra rồi. Các bạn thấy không? Thì không? Nó sẽ cover lại làm cho cái màu nó đậm lại ha. Đây gọi là cái mèo á. Thì bây giờ khi ombre thì mình có thể đi từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên, thì cái màu nào cũng được hết, tại vì dip mà rất là dễ ha, nó không có khó giống như đắp. Đắp thì nó hơi khó đó. Thì bây giờ mình đi từ dưới lên ha. Thường thường cái ngón tay, cái ngón này, cái ngón sample này thì nó hơi dài, thì mình cần phải lấy nhiều đó. Thì các bạn nhớ đừng có sơn cho nó đậm đùng nha. Nó đùng cũng không sao, tại vì cái này, cái móng dài thì các bạn không có thể nhúng vào được, thì các bạn dùng bằng cái chổi nha. Đó, giống như giờ mình nhúng vô cái màu pink ha. Bây giờ mình đi từ dưới lên ha. Ui trời, đẹp dữ. Thì mình đi lên từ nào thì mình stop ngay chỗ đó nha. Đó. Đó, mình đi lên chỗ nào thì mình stop ngay chỗ đó. Đó, giống như đây là một cái lớp đầu tiên ha. Đó, và cái đầu cái lớp thứ hai thì mình đi từ trên xuống dưới. Đó. Ha. Rồi mình để ngang này, mình phủi bụi ra nha, đừng có để dọc xuống đó. Thì đây là cái lớp đầu tiên, lúc nào cái màu đắp với cái màu dip thì lúc nào nó cũng sẽ lợt hơn, tại vì đắp nó rất là dày, dip thì nó rất là mỏng, thì tất nhiên cái màu nó sẽ lợt hơn. Nếu mà người khách người ta thích đậm thì mình làm 3 lớp. Nếu mà người khách nó thích lợt thì mình làm 2 lớp là ok rồi ha. Đó. Chưa chỉ là thầy giá đó đó. Đó. Xong rồi mình sẽ phủi bụi nhẹ thôi nha. Đó, phủi bụi nhẹ thôi thì nó đã ra như thế này ha.
Đó, tùy theo là cái ombre thì mình muốn đi từ đâu lên, có ghế cao hay thấp thì easy thôi, tùy theo người khách muốn nha. Đó, thường thường nếu mà ombre đối smart thì ombre smart đi tới nửa thôi là ok nhất, tại vì mình trừ hao ra khi cái móng người khách người ta quay lại người ta mọc ra thì nó không có bị đi quá. Đó, nếu mà có cắt ngắn xuống thì nó không có bị mất ha. Đó, với lại mình cũng dip nó cũng ít khi làm lại ha. Refill không có refill ha, thì lúc nào nó cũng làm new hết. Đó, đó thì bây giờ mình sẽ đi lại một lớp nữa ha. Khi cái lớp thứ hai thì mình sẽ đi từ trái qua phải, từ phải qua trái nha. Tại vì sao mình cần nó phải đầy đủ hai bên hông? Cái lớp đầu tiên á thì mình chỉ cần đi ở giữa thôi. Đó, để sao để cho nó đậm ở giữa, nó dày ở giữa, hai bên nó phải mỏng ha. Đó, còn cái lớp thứ hai thì mình bắt buộc phải đi từ trái qua phải để làm gì? Để cho nó đầy đủ hai bên hông ha. Đó, các bạn nhớ phải đi lại thêm lần nữa nha, tại vì cái lớp keo nó còn nha, mình không có được để cho nó còn ướt vậy, nó còn ướt là nó còn chưa được ok nha. Đó, thì nó xong ha. Đó, thì nó đã ra như một cái lớp là như thế này, thì các bạn thấy không? Nếu mà người khách người ta muốn đậm hơn thì mình cho nó thêm lớp, thì nói chung là đó tùy theo của người khách đó ha. Thì những cái móng dài này thì các bạn nên apply làm một cái thanh, cái nói chung là khi mình làm lên cái móng thật á thì mình làm cho cái thanh cho nó chắc trước, rồi xong rồi mình apply cái màu lên, rồi xong rồi mình bỏ apply thêm một cái lớp clear lên. Nói chung cái móng dài thì nó nhiều cái technique hơn, nó nhiều cái work hơn, nó không giống như là những cái móng ngắn ha. Đó, thì đây là những cái sample thôi, thì mình làm cái sample để cho mọi người thấy cái màu thôi. Thì tất nhiên cái bột của bên Chanel có thể dùng cho dip được và có thể đắp được ha. Đó, và có nghĩa là 4 trong 1. Đó, thì tất nhiên cái màu nó sẽ như thế này, nó không bao giờ nó đậm bằng giống như là đắp hết không, tất nhiên nó sẽ lợt hơn. Thì các bạn thấy cái ombre lên không? Đó, đây là cái màu thứ nhất ha. Nếu mà người khách người ta muốn đậm hơn thì mình đi thêm một lớp nữa thì rất là đẹp ha. Đó, đây là cái màu hồng và cái màu đó ha. Các bạn nhớ share cái video này cho mình nhé, cảm ơn. Một cái màu nữa ha. Và đây là cái ngón thứ hai ha. Thì bây giờ mình sẽ cũng sẽ lên nó ra ha, lên nó ra. Thường thường thì mình xài hai cái cọ để cho nó đẹp, nó chắc chắn ha. Cái màu số 2, à hồi nãy thì có Jimmy có đắp cái màu neon đúng không, cái màu neon và cái màu gì? Neon và màu vàng. Màu vàng ha. Thì đây là cái màu neon và cái màu vàng. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi cái mình sẽ đi từ trên đi xuống nha. Đó, không có đi từ dưới lên nữa. Nếu mà cái móng ngắn thì mình đó thì hai đành ha. Hũ này là hũ 2 áo nha ba con. Hũ chắc nếu không có bạn hũ 1 áo nhỉ. Thì bây giờ mình sẽ sơn lên ha. Thì cái móng này nó hơi dài thì mình lấy nó nhiều nhiều chút nha. Nói chung là cái bột này là chưa có trong stock, phải 6 cái số Vegas thì công ty mở ra cái loại bột này. Đó, bây giờ mình sẽ đi cái màu neon ha. Mình sẽ đi từ trên xuống ha. Hiện tại bây giờ là công ty đang có cái set bột 50 màu, được tặng một set lớp ly treo. Anh xong rồi mình sẽ lấy cái màu vàng đồng ha. Mình đi từ dưới lên. Các bạn đừng có đi over nha, tại vì cái lớp keo nó còn rất là nhiều ở trên cái lớp đó ha. Mình phải đi từ từ đi tới xuống lại này, đi lên lần nữa để cho cái nó bột nó ăn hết vô cái keo nha. Trời đẹp dữ, đẹp vô hầu lý xa hí. Đó, thì cái lớp thứ hai là nó sẽ như thế này ha. Bắt đầu mình để ngang ha. Đó, mình phủi cái bụi ra. Đó, giống mấy cái màu này thì mình chỉ cần mình làm một lớp thôi. Thì nó sẽ như hai lớp như thế này ha. Thì nó chưa có thấy được cái sắc sảo đâu. Thì khi mà nó xong rồi á, mình cái lớp thứ hai thì các bạn mới thấy ra được cái lớp ha. Khổ đó. Khổ đó. Cái kéo bên Chanel máu khổ lắm. Đó, bây giờ mình sẽ lên cái lớp thứ hai. Đó, bây giờ mình sẽ nhúng vô ha. Cái sẹt xéo thì hẳn chỉ có một vài màu thôi, chứ hẳn có tất cả những cái màu này, tại vì những cái màu này là chỉ có trong stock. Đó, bây giờ mình sẽ đi màu vàng lên ha.
mình sẽ hành động blend lại với chắc. Đó, thì nó sẽ ra như thế này ha. Xong rồi mình phối bụi ra. Phối bụi ra ha. Đó, thì nó như thế này ha. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó khô một chút, mình phối bụi ha. Thì cái làm cái này nó hơi tốn bột chút, ombre này nó hơi tốn bột chút. Nó không có giống như là nhúng vô ha. Đó, giống như mình thấy cái màu này nó còn chưa có perfect lắm này. Tại vì sao? Cái ombre nó còn chưa có ok ha. Thì mình sẽ làm thêm một cái lớp ở dưới cho nó đi xuống nữa để cho nó hòa vào nhau ha. Đó. Thì đây là hai cái màu ha. Đó. Các bạn thấy không? Mình có thể đi từ dưới và trên hay dưới và lên. Đó, rất là dễ dàng ha. Và nếu mà cái ngón tay của người khách này nó ngắn thì mình có thể dip vô trong luôn. Thì bây giờ Smart sẽ sâu ha. Ok. Đắp dip vô trong. Ờ, dip mau không? Mau không được, dip vô thơ. Đây ha. Đây. Sẽ ngon ngon. Thì như mình đã nói cái sạc bột này á thì chỉ có 6 số thôi. 6 cái số thì đây là cái sạc bột. Cái sạc bột này nó tới 100 màu lận. Thì cái này thì chưa có giá. Nói chung là tới 100 màu rất là đẹp. Đó, thì 6 cái số là có nghĩa là khoảng 3 tuần tới 1 tháng nữa thì cái sạc bột này mới ra. Thấy không? Bây giờ công ty chỉ còn cái sạch bột mà 50 màu. Đó, cái sạch bột đó đang on sale thì nó cũng có vài màu trong này. Đó, màu nào cũng rất là đẹp. Bột cũng vừa đắp vừa dip vừa ombre luôn. Đó. Thì nói chung là từ giờ tới đi công ty sẽ làm cái loại bột gọi là loại bột 4-in-1. Thì tại vì nếu mà mình mua cái sạch bột mà mình mua cái sạch bột dip không thì mình đắp được. Đó, còn mà mình mua cái sạch bột này là hẳn vừa đắp vừa dip thì tiền lời hơn. Mình cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Đó, còn đây là mình sẽ cho các bạn coi cái sạch bột 50 màu. Đây là cái sạch bột 50 màu hả? Đó, mình sẽ có những cái màu như thế này. Đó, rất là nhiều màu nút. Chúng là cái sạch bột này mình làm rất là nhiều màu nút tại vì nhiều người họ thích những cái màu lạ không nhé, mình có rất nhiều cái màu lạ đó. Mình sẽ đi sạch cho các bạn còn có trong rồi đó.